tôi không mong muốn con tôi ưu đãi tôi một cái gì, chỉ biết tôi là một người mẹ, chồng tôi là một người cha, đó điều đó là tôi mong muốn nhất. Ốm cao dễ thương, mặt lùn quý phái, đó là phe của tôi. Tại vì nhà trai nói gì nhà gái thế nào? Tôi là nhà trai, tôi biết đó, tôi xin có trách nhiệm với con chuyện nếu hai đứa nhỏ thương nhau. Dễ thương quá, dễ thương quá. Mời bạn nam. Xin mời bạn nữ. Xin chào. Rồi em trai giới thiệu về mình đi em. Dạ em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Long Hồ. Long Hồ Vĩnh Long á hả? Dạ. Em sinh ra ở Cái Bè Tiền Giang. Dạ em lớn lên là ở An Giang và hiện tại đang sinh sống ở An Giang. An Giang là ở tại thành phố Long Xuyên hay là ở đâu? Dạ gần thành phố Long Xuyên anh. Em làm nghề gì? Trước đó thì em có học tài chính ngân hàng. Nhưng sau khi em học xong rồi em nói đi làm á, lúc em đi làm á, em cảm thấy nhận được là vài tháng là em có muốn đuổi giám đốc, tuyển giám đốc mới. Cái nó không phù hợp với công việc á. Cái thôi em về em làm nông. Học xong tài chính ngân hàng xong về làm nông. Giờ tức là em làm ruộng ở dưới quê đó hả? Dạ em thì làm ruộng, em làm vườn. Làm ruộng vườn trồng được cái gì? À, nhà thì trồng lúa, trồng sầu riêng, bưởi da xanh, ổi rồi đó, tất cả các thứ. Rồi. Vậy bây giờ xin mời bạn nữ mình giới thiệu về bản thân mình nè. Lời đầu tiên em xin chính chào quý vị khán giả tại trường quay. Chào chị Nam Thư, anh Quyền Linh. Em tên là Quỳnh Lê Thùy Linh. Năm nay em 31 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại An Giang luôn ạ. Dạ hiện giờ em đang làm trợ lý dự án. Ủa em ơi, ở An Giang là em ở huyện nào vậy em gái? Dạ em ở tại Long Xuyên luôn anh. Rất hợp lý đó. Ta nói về một chút ưu điểm và khuyết điểm đi bạn gái. Ưu điểm của em á là em thích nấu ăn. Lâu lâu thì em suy nghĩ là những cái món ăn nó lạ lạ, nó độc độc thì em thực hiện luôn. Còn bạn trai, còn cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ em xin trình bày điểm mạnh của em là em có thể sống độc lập được. Em có thể làm tất cả công việc nội trợ được. Em có thể làm những công việc mà tính sáng tạo đó anh. Làm mới giống như bạn kia là thích nấu ăn là chế ra rồi tạo ra những món ăn mới này kia đó hả? Không em mà công việc thôi, còn nấu ăn thì em là... Thì thí dụ vậy đó. Dạ. Em trồng được bao nhiêu lúa? Nhà em canh tác được 6 hectare đất nông nghiệp. Wow, ở thành phố tôi có 50 mét rồi tôi muốn chết luôn rồi. Em có khuyết điểm gì không Long Hồ? Là em không thích thể hiện mình trước đám đông nhiều, rất là nhát gái. Còn bạn gái có khuyết điểm gì không bạn gái? Dạ khuyết điểm của em á thì thứ nhất là về ngoại hình của em thì nó không có được xinh xắn như mấy bạn gái khác lắm. Em tự nhận mình là em không có mập, em chỉ mỉm mỉm đáng yêu mà thôi. Đúng rồi. Không sao cả. Dạ khi mà ngủ á em hay có cái tật xấu là hay lăn lộn á chị. Tới cái tướng em gì mà em lăn là còn ok mà em còn lộn nữa hả? Em chỉ lăn qua lăn lại thôi. Hết hồn. Bạn trai, mình ngủ trên giường mình có nằm yên chỗ không ta? Em không xác định được là em có lăn lộn hay không. Nhưng sáng với sau thì có lẽ là vị trí cũ không còn lại. Vị trí em nằm ban đầu hơn nữa. Nói chung là hai bên đứa lăn đứa lộn suốt vậy cũng mệt lắm à. Bạn gái, bạn có mấy mối tình rồi? Em có được 3 mối tình. Cái mối tình gần đây nhất mà cũng chia tay cũng lâu rồi ạ. Bạn trai, có mấy mối tình rồi? Em thì trải qua một mối tình ạ. Quen nhau cũng được hơn 4 năm. Bây giờ thì xấu, nhưng mà lúc đó xấu hơn nữa. Bạn đi làm thì bạn thấy nhiều người đẹp hơn, lý tưởng hơn, hình mẫu đúng như bạn chọn. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, đối với em thì em không trọng quan trọng quá về ngoại hình. Em chỉ quan trọng nhất ở người phụ nữ đó là trung thủy. Em thì không xăm hình. Nhưng đối với phụ nữ xăm hình thì em cũng không ngại. Nhưng mà thật sự thì còn trẻ anh. Xăm hình thì da mình còn sức sống á, thì rất là đẹp. Nhưng khi mà mình lớn tuổi khoảng từ tầm tuổi 40 đến 50 á, da lúc đó lão quá thì nó sẽ xấu. Nên em nghĩ là không xăm sẽ tốt. Quan điểm cũng rất rõ ràng ha. Còn bạn nữ yêu cầu một cái người yêu của mình về cái ngoại hình thì như thế nào? Ốm cũng được, mập cũng được. Nhưng mà nếu mà ốm thì đừng ốm quá. Nhìn sẽ giống như số 10 vậy đó. Đừng có cái bụng to quá. Tại vì em cũng tròn, bạn nó cũng tròn. Đôi khi là mình là có những cái hành động thân thiết á, cái có thể là ôm chẳng hạn, thì hai cái bụng nó sẽ bị dội lên nhau, nó không có sát được. Để chị qua chị coi thử bụng sao. Thôi coi. Sao vậy? Bụng ở đây ngon, cũng tròn do. Được không em? Dạ anh Quyền Linh thấy cảm thấy là xứng với em là được. Không em dễ thương á. Dễ thương. Đừng có sợ tròn bụng bự gì. Đàn ông bụng bự thì sang, đàn bà bụng bự thì sao? Cũng sang như thường á. Cũng sang như thường. Đúng rồi. Thành ra đừng có lo cái vụ bụng bự hay không. Nhiều. Thấy về phong thủy á. Đúng rồi. Rất là thoải mái, phóng khoáng. Đúng rồi. Về phong thủy rất là hoành tráng. Đúng rồi. Tươi sáng. Ủa quan của đệ đó. À rất là dễ thương, tôi chịu đàn gái đó. Em chào chị Đập Tứ ạ. Anh nhà anh còn anh trai em trai gì không? Dạ nhà em thì em còn thằng em trai nhỏ 27 tuổi. Em chị thấy được. Quan trọng là xấu mẫu đất nữa. Đàn gái không thích đàn trai cái tật xấu gì nhất? Em không có thích là cằn nhằn với nói chuyện úp úp mở mở anh. Em có thôi em trai. Em không thích là em không nói luôn. À im luôn đúng không thấy chưa?
Rồi có cái gì em ghét nhất ở đàn ông nữa không? Hói hói tí, hói. Hói mắt mới gì hết. Mày không biết xác định là hói hay không hói ta. Hình như nó hói mà nó làm luôn. Hết hói luôn á. Tôi thấy là ok. Đàn trai cho Thư hỏi cái. Ví dụ mình có thích sở thích nhậu nhẹt đồ không ha? Tứ đầu tường thì em không có đó, không có tham gia vào. Nhưng thật sự thì chia sẻ thì em có nhậu. Và nhậu rất là nhiều. Nhậu là tức là tủ lượng nhiều chứ không phải là nhiều lần nhậu, thích nhậu la cà. Chị uống được nhiêu chai? Bia có thể uống được 1.5 lít, rượu uống được 2 lít. Là đồ mạnh á. Dữ dằn luôn á. Nhưng mà cái mức độ đi nhậu mình có thường xuyên không? Hay chiều giống chiều đi làm về, đi làm lúa rồi vậy về rồi lái gai đồ. Tiệc tùng hay là có sự kiện hay có gì trong gia đình thì hoặc là bạn bè hay là người thân mời thì mình mới nhậu chứ. Là nhậu nhiều thì cái công việc thì bỏ ai làm chị? Đúng rồi, người ta nhậu đám vỗ, đám cưới, đám hỏi, đám quải, người ta nhậu thôi. Bảo đảm là mình làm trai là ít nhậu, yên tâm. Anh ơi, cho em hỏi xíu là anh có hút thuốc không ạ? À, cái này không hút thuốc. Nhỏ lớn giờ không hút. Dạ, tại em ghét hút thuốc dữ lắm. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với lại mẹ, cô và anh ạ. Dạ, xin chào khán giả trường quay. Xin chào MC Hoài Linh, vui vẻ, đẹp trai. MC Nam Thư rất là xinh đẹp. Dạ, con cảm ơn cô. Nhìn thì hiện tại thì thấy cũng được. Em Linh thì nó rất là giỏi, nó rất là ham học. Hiện tại là nó được 2 bằng rồi đó. Thạc sĩ, nó muốn đi thêm tiến sĩ nữa như vậy. Cháu Hồ có thể mà tiếp tục để cho con đường của em Linh đó có được hay không? Dạ được ạ, đó chị nói là rất bình thường. Thì muốn học thì cứ học, nhưng bản thân con cũng phải học để phấn đấu cho cuộc sống, công việc đồ này kia. Nếu em học nữa thì con ủng hộ. Nhiệm vụ của nó làm thì nó đi suốt một tuần lễ, có thể nó đi hết là 6 ngày đó. Có khi thứ bảy chủ nhật nó có đi nữa. Như vậy thì con cảm thấy nó có khó khăn gì cho con không? Dạ con là không có, thứ nhất là không quan trọng ngoại hình, cũng không có quan trọng vấn đề công việc. Nhưng con đang cần một người phụ nữ là dù cho có thể đi làm ở đâu bất cứ yêu xa như thế nào, hoặc là lập gia đình mà 2 vợ chồng không có thể gặp nhau được, nhưng vẫn phải chung thủy. Thí dụ con làm nông, em nó đi làm việc vậy, thì gia đình con với con có thấy nó có rắc rối gì cho con không? Dạ bản thân con thì con không ngại, tại vì mỗi người mỗi công việc. Con nghĩ là sau công việc thì vợ chồng gặp lại thì nó vui hơn, hay là xúm xích bên nhau thì mà nó không vui thì nó cũng vậy à. Nói chung ban ngày việc ai nấy làm, miễn dạ. Sao tối ngủ chung là được đúng không? Dạ. Cô ý thích của cô là muốn làm sao, thí dụ như vậy đó thì chú rể thì cũng phải thương vợ, biết cha mẹ, biết nói chung là đạo đức thật là tốt đó. Thấy gia đề ra nhiều quá phải không? Con nói thật thì con cũng làm con. Em mà có đi lấy chồng thì bản thân cô cũng phải kỳ vọng nghề rất là nhiều về con rể. Tại vì bởi vì người đó là quyết định là hạnh phúc của con của cô đến cả đời. Đó những là đòi hỏi là tất nhiên và tất yếu thôi, không có gì là sai lầm hết. Rồi, hay quá. Giỏi quá, hay, trả lời xuất sắc. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ với anh họ ạ. À, có mẹ nữa. Dạ, con chào cô ạ. Em xin chào chương trình và chào MC Quyền Linh và Nam dạ. Thư. Tam tòng tứ đức, đó là đương nhiên, ai cũng mong muốn. Nhưng mà đối với tôi, chuyện đó quá xa xưa. Công việc làm ăn của con, tôi sẽ ủng hộ. Tôi sẽ tạo điều kiện cho con bằng mọi tư cách. Tôi không mong muốn con tôi ưu đãi ưu ái tôi một cái gì, chỉ biết tôi là một người mẹ, chồng tôi là một người cha, đó điều đó là tôi mong muốn nhất. Ốm cao dễ thương, mập lùn quý phái, đó là phe của tôi. Tại vì nhà trai nói gì với nhà gái thế nào? Tôi là nhà trai, tôi bước đó tôi xin có trách nhiệm với con chịu nếu hai đứa nhỏ thương nhau. Trời ơi, thương quá, dễ thương quá. Nói chung là gia đình mình là ở dưới là vui rồi đó. Kéo rào luôn cho tụi nó gặp mặt, về với An Giang luôn. Chào em. Chào. À, lần đầu tiên anh gặp mặt thì anh có món quà tặng cho em. Thì em đến với chương trình thì em cũng có một cái món quà nhỏ tặng anh. Thì em có thể mang cho anh được không ạ? Để cây xuống đi. Đeo đi. Đó, hai cái mặt sát nhau rồi hùng nhau bất ngờ đi. Dạ, anh có nghe. Anh cho em hỏi là anh ở Thời Sơn là anh ở xã nào ạ? Xã Vĩnh Khánh em. Tại em cũng có đi công tác cái khúc đó. Khi kết hôn xong á, em nghĩ là em sẽ sống ở đâu? Em sống với ba mẹ, em gái và dì và bà. Bà đang bệnh cho nên là nếu mà được á, thì là em muốn ở gần ngoài Long Xuyên, có thể phụ tiếp mẹ chăm sóc cho bà. Thì em cũng đi làm nhiều rồi, em nói vậy thì anh rất là đồng ý. Nhưng mà em có ngại là khi tại vì công việc của anh thì anh phù hợp với đó, anh về anh làm đó rồi. Thế nhiều anh đi sáng đi chiều về, hoặc là đi 2-3 bữa thì chóng rồi anh đi về, thì em có ngại không? Thật sự là em cũng không có ngại cái chuyện đó, miễn sao là mình quen nhau, mình yêu nhau, mình đã lựa chọn nhau thì mình nên tạo cho nhau cái lòng tin. Khi mà anh đi, miễn anh không có làm gì sai với em là được rồi.
Rồi, để tay vào nút bấm đi các bạn. Bấm nút là chúng ta tiến xa hơn. Bấm nút là ta hẹn hò và đi đến hôn nhân. Chuẩn bị. Ba, hai, một. Hết thời gian. Hai bạn nắm tay nhau nào. Xin phép bác mình hôn em gái đi. À, anh, dạ, cho con xin phép được hôn em một cái ạ. Bác ủng hộ. Dạ, con cảm ơn. Yeah, chúc mừng hai bạn. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Ngồi đi em. À, nào, cưng, giới thiệu về mình đi. À, em chào chị Hồng Vân ạ. Em chào anh Quyền Linh. Em chào bạn nam bên kia. Và em chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. À, em tên là Phạm Thị Trà My. Năm nay em 23 tuổi. Và hiện tại em đang là giám đốc kinh doanh của công ty Cobala Deco ở Hóc Môn ạ. Rồi, mời em trai. Em chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Ngô Hoàng Viễn. 24 tuổi. Hiện đang là giám sát của công ty Nestle Việt Nam. Trời ơi, trẻ bên măng, kia, trẻ măng hả? Giám đốc bên này giám sát. Ngồi kế là giám thúi. Sao bây giờ mình nói sơ về cái điểm mạnh và cái điểm chưa mạnh của mình nào? Nói về điểm mạnh của em thì em có thể nấu ăn, hát, đàn piano. Đặc biệt là em rất là thích kinh doanh ạ. Còn điểm chưa mạnh? Điểm chưa mạnh thì... em không biết bạn nam bên kia nghĩ sao, nhưng mà em đi với bạn thân của em thì em hay nói một số những cái từ không tốt ấy ạ. Em cũng cố gắng em sửa, và nói chung là trong những trường hợp như gặp người lớn hay là gì đó thì em không nói những từ đó. Còn như đi với bạn mà toàn bạn thân thì em cũng... Thì lâu lâu hay bị phọt ra, đúng không? Đúng rồi. Và một điểm yếu nữa thì em nghĩ là em hay nói thẳng ạ. Dễ mất lòng người khác lắm. Giống như em thấy sao thì em nói vậy. Rồi, mời em trai. Dạ, điểm mạnh của em thì... ở nhà thì em biết làm hết việc nhà, biết nấu ăn. Ngoài ra thì có thêm kinh nghiệm chăm cháu nữa. Rồi trong công việc thì em là người khá là nhanh lẹ nên là thích nghi công việc nhanh. Bạn có tài lẻ gì không? Dạ, tới cái tiếp là đi chơi thì em biết chụp hình, biết quay phim, biết dựng phim, biết sửa ảnh. Cũng giỏi. Ngoài ra là em cũng có mấy kỹ năng sinh tồn nên đi chơi là không có sợ gì hết. Em có tật xấu gì không trai? Tật xấu thì... bạn nữ bên nãy có nói tật xấu của bạn thì thực ra thì em cũng vậy thôi. Giống giống không? Dạ. Tuổi trẻ mà. Bạn em thì em nói chuyện cũng không có giữ ý tứ gì hết. Nhưng mà gặp người lớn thì sẽ khác. Đúng rồi. Bên cạnh đó thì em có cái tính xưa giờ, bản thân em cũng không thích cái tính này của em, đó là nếu như một cái chuyện nó không quan trọng là em cứ để đó. Thuộc cái dạng là nước tới cổ mới bơi á, nhưng mà tới chân ngành thôi. Nhưng mà sau này phải khắc phục nha, cái đó sau này đôi khi nó cũng phạm sai lầm nhiều lắm, nhiều khi cứ chờ nước tới chân nước nó ào cái là không lo được gì luôn. Em lãnh hậu quả nhiều rồi. Thôi, đàn gái cho chúng tôi biết một chút về đường tình duyên đi. Dạ vâng ạ. Em thì em trải qua 4 mối tình rồi ạ. Mối tình gần nhất ở đây được hơn 1 năm, bạn ấy nhỏ hơn em 3 tuổi. Và hút thuốc, xăm mình, nhậu nhẹt, tức là tất cả những cái mà em nghĩ là không có một người phụ huynh nào muốn con của mình quen. Nhưng mà em cũng thử cố gắng, hai đứa cũng hơn được 1 năm. Nhưng mà do rào cản là bạn tự cảm thấy là em thì như vậy, còn bạn thì công nghề nghiệp chưa ổn định ý ạ. Nên là bạn chủ động chia tay. Bạn rút lui. Vâng ạ. Lý do gì mà em tới chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Bởi vì em còn rất là trẻ. Dạ, thì mẹ em, cái đợt mà em và bạn nam vừa rồi chia tay thì em khóc nhiều quá, em rất là buồn nhiều. Mẹ nói là mẹ sợ em mủi lòng rồi lại dễ quay lại với bạn nam đó, một phần. Với một phần là thật ra là em thấy em cũng không đến mức xấu quá, hay là em không có tệ tới mức mà không ai thích em ấy. Mà mẹ em cứ sợ em ế. Mẹ em mới xem chương trình mẹ em mê là mẹ đăng ký cho em luôn. Thì em cũng thử mở lòng, em muốn mở lòng mình để tìm một bạn nào đó phù hợp với em. Hy vọng hôm nay em sẽ tìm gặp một người ưng ý nha. Dạ em cảm ơn ạ. Em trai có mấy mối tình? Dạ em chưa có mối tình nào hết. Đó, vậy mà ai tin chưa có người yêu không? Không có mối tình nào không? Có đơn phương không? Dạ đơn phương thì cũng có, chưa đi học thì em thì chuyên gia là để ý mấy bạn lớp phó học tập. Bạn này là phải con gái giỏi, sạch sẽ, gia đình gia giáo. Đi trong lòng. Tiêu chuẩn hơi kỹ, hơi cao một chút, cho nên là bạn không có người yêu là lý do đó. Đúng không cưng? Dạ, y chang vậy đó. Tức là bây giờ bạn này chỉ hình dung xem là bạn bên này á là có đúng như trong cái suy nghĩ của bạn hay không, chứ còn gu bạn này là tôi biết rồi.
Em đoán thì chắc đây cũng là một bạn gái xinh xắn, và em nghĩ là sẽ chững chạc vì 23 tuổi mà đang đương cái chức vụ đó thì nó không hề nhẹ nhàng. Có chút mạnh mẽ, cá tính ở trong đó. Nhưng mà em có e ngại cái chuyện mà em thì chưa có yêu ai mà trong khi bạn thì là 4 mối tình rồi không? Có một chút chút, cái nỗi sợ đó nó cũng xuất phát từ cái câu chuyện mà bạn mới kể. Là cái bạn trai cuối cùng là kém 3 tuổi, nhưng mà bạn nữ khi chia tay lại khóc rất nhiều. Và bạn đó thì lại có nhiều thói xấu như vậy á. Có thể là bạn nữ này thích bad boy hơn là good boy, em nghĩ như vậy. Em sợ cái gu không có giống gu em đúng không? Dạ, em là thích good girl. Nhưng bạn này, bạn có thích bad boy không? Em nghĩ là quan trọng là cảm xúc và hai người hợp nhau nữa. Chứ còn nếu mà người ta có thể có nhiều 10 phần mà chỉ có 4 phần tốt thì 6 phần còn lại vẫn hoàn thiện được, nếu mà mình thực sự mình muốn cố gắng cùng đối phương ạ. Nên là good hay là bad thì đều không sao hết. Nhưng mà cái gu của bạn là như thế nào? Với một người đàn ông thì bạn muốn là ở ăn mặc sao, mặt mũi phải như thế nào? Bạn trai của em thì em nghĩ là đầu tiên là phải chịu được tính cách, vì thực sự nhìn em vậy thôi, nhưng mà những lúc mà em mà giận nhiều khi em cáu gắt lên, rất là nói những câu hơi bị khó nghe làm cho họ sẽ buồn. Em muốn bạn nam phải cao hơn em. Đương nhiên là cao hơn em. Dạ. Đó, kêu nhiều khi gấp đôi em á. Và ăn mặc lịch sự là được. Bên đây lịch sự, ngon lành, sạch sẽ luôn, mặc đồ đúng gu luôn. À. Em cao mét nhiêu à? Dạ, 1m75 ạ. Đó, 1m75 gấp đôi bạn này rồi. Đúng rồi. Em 1m75 đó. Em trai muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? Em nghĩ là một phụ nữ thì bạn thì người về công việc thì em nghĩ là nếu được á, thì sẽ là một người phụ nữ của gia đình nữa. Nhưng mà bây giờ mình yêu cầu thấy cũng khó, một người phụ nữ vừa gia đình mà vừa công việc khổ người ta lắm. Dạ. Đôi khi người ta giỏi chỉ có một thôi. Mà nếu mà phụ nữ giỏi hai cái đó thì quá giỏi rồi. Có. À Vân đó có hả? Có những người phụ nữ như vậy. À Vân, Hồng Vân phụ nữ như thế. Nhưng người phụ nữ thấy khổ lắm em. Thật ra em cũng muốn chia sẻ thêm là bản thân em cũng là một người rất là... Giờ này cũng chẳng... chứ ai là cũng một phần vì công việc. Bên cạnh đó là em vẫn dành những khoảng thời gian dành cho gia đình. Và em trân trọng điều đó, như là đi làm về em đã quy định cái thời gian em làm việc là em làm việc thôi, còn khi về gia đình là em sẽ dẹp hết công việc qua một bên, chăm sóc gia đình. Và... tốt. Dạ. Rồi bây giờ thì để anh xem bên đàn gái. Dạ. Làm sao nha. Anh nhờ anh Quý Linh. Ủa trời, dễ thương quá trời. Dạ, em cảm ơn. Người này cũng gu thẩm mỹ tốt, người bên đây cũng gu thẩm mỹ tốt luôn, hai đứa hợp ha. Hợp đó. Rồi hôm nay thì em gái đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp em là sếp của em ạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát, chị Hồng Vân ạ. Chào bạn trai và gia đình bên bạn trai. Thì em thấy thì bạn trai bên đây thì rất là hợp với gu của mình. Thì nếu mà được thì tìm hiểu, nói chung là trai tài gái sắc. Cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với lại anh họ em, với lại bạn của em. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào chị anh Quyền Linh. Chào nhìn bạn mình và chào mọi người ở đây. Theo anh đánh giá thì hợp với thằng em anh là chắc cũng phải là lên tới 80 rồi đó, 80% là hơn. 80%? Đúng rồi. Tại vì bản thân thì thằng em anh nó chỉ có một số điểm yếu nhỏ thôi, là nó hơi ham chơi chút xíu thôi. Thì cũng hy vọng là em có thể chấp nhận nó. Còn Viễn nè, thực sự bạn bên đây là rất là dễ thương. Nếu anh đánh giá thì tính cách mạnh, tốt, cũng khá giống em. Cũng mong là hai bên cũng sẽ tiến được với nhau. Rồi, cảm ơn nhà trai. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Không gian này là của hai đứa đó. Dạ, chào anh ạ. Chào em. Cái này là quà em tặng cho anh. Dạ, em ở Đắk Nông nên là trồng cà phê. Cái này là cà phê nhà em làm ạ. Em cảm ơn. Rồi mở ra mình mở quà luôn. Dạ. Cái này là gì vậy? Em tặng cho bạn nữ là của anh Bum dần đó. Nên là em hy vọng là của anh Bum này sẽ lưu trữ kỷ niệm của hai đứa em. Dạ, cảm ơn anh ạ. Thể hiện anh thấy đây máy chụp hình này là gì? Dạ thì em muốn lưu lại khoảnh khắc đầu tiên của hai đứa luôn. Chụp luôn. Dạ. Đó, lưu lại làm luôn. Khắc. Bạn kia tạo dáng luôn. Tạo dáng đi cưng. Để tôi né qua một bên. Ngược lại. Ok. Đó. Như chuyên nghiệp luôn ha. Dạ. Giống studio. Rồi một bôi. Dạ đi. Dạ rồi. Dạ. Ok. Nhớ gửi hình cho anh nha. Rồi em có cái món quà gì em tặng liền?
em xin gửi tặng anh Quyền Linh, chị Hồng Vân với lại tất cả quý vị khán giả ở đây và anh bài hát mà em tự sáng tác ạ. Wow. Ngày ấy người vội vàng buông cánh tay này, chẳng còn gì anh bước đi vội, anh quay lưng em bất khờ. Chiều vắng ngoảnh lại nhìn nơi phía sau em, lục lại tìm ký ức không anh, em chấp nhận mất anh đây, đừng để tình yêu thêm ngày sâu đậm, và dù người ra đi chẳng hy vọng, anh ấy đã quá xa rồi, em đã mất anh rồi, còn đâu và để lệ hên cay bờ mi rồi, lục lại tìm anh yêu dần nơi nào, anh này chẳng giống như xưa, mình em bữa rơi mưa tóc quên. Hay quá. Các bạn nói nghe nè, cái bài này rất là hay, dạ. Nhưng mà phải để một người khác hát, còn ngay thời điểm này em phải hát một cái bài gì đó mà nó mang tính gắn kết và trời ơi, lại một mình em dưới mưa rồi nhớ về anh tôi, đừng em phải đổi bài đi. Em hát bài Em Dì Ơi của Trách nha. Dì ơi, anh Dì ơi. Đừng khóc như thế, xin đừng khóc như thế. Bao nhiêu niềm đau chôn giấu, một ngày sẽ qua mau. Đời phong ba, độc thân bước chân sơn hà. Buổi sáng hôm ấy, khi còn trắng sương bay, ta như làn gió phiêu lãng mang hành lý thương bạn trai đi cơ. Chẳng sao đâu, sầu bi có khi còn lâu. Lạc mình trong cánh buồm phiêu du, chiếc thuyền đông đưa nhớ ngày xa xưa bé nhỏ hay thưa mẹ thưa cha rằng con đi học mới về. Giờ tung bay khúc nhạc mê say, bước lòng tha hương, ước rằng ngày mai nắng lên, ngày mai nắng lên ta sẽ quên. Này 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 anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi, ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có trông. Việc gì phải ôm buồn đau, riêng mình ta cuộc đời là muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa, muôn ngàn hoa. Cuộc đời này thật là vui biết bao, trời xanh núi cao mây ngàn sao. Oh. Trời ơi. Rồi. Nghe ta hát thôi là bấm nút rồi, không cần phải hỏi han gì nữa. Như đó rụng tim rồi đó, rụng nụ luôn. Thôi, bây giờ thì mình trao đổi chút xíu đi. Anh thấy là cặp đôi này đẹp trai rồi đẹp gái ha, có tài này kia nữa. Đúng cái gu mà em thích là em thích một bạn nam cao này và ăn mặc lịch sự, thì không biết là sau này tìm hiểu như thế nào, nhưng mà hiện tại thì em thấy là bạn rất là phù hợp với em. Riêng bản thân anh á, khi nhìn thấy em thì về ngoại hình em thì em rất là dễ thương. Còn anh thì chắc phải cần thêm một vài buổi trò chuyện nữa khi mà nói chuyện nhiều hơn, thì anh nghĩ là với cái năng lực, cái khả năng của em hiện tại thì anh nghĩ chắc anh cũng bị đổ sớm rồi. Anh rớt liền, anh rớt ngay sau đây rồi. Thôi mình hẹn hò sao các bạn? Hiện tại thì anh đang ở quận 7 à. Thì không biết là mình đang ở đâu rồi. Em ở Hóc Môn, ở công ty luôn ạ. À là mình ở tại công ty luôn. Dạ đúng rồi. Chắc kiểu này nó dọn nhà nó Hóc Môn nó ở luôn á. Không mà thật sự là công việc là giám sát nên là cũng đi nhiều nơi nên là mặc dù là làm nhà ở quận 7 nhưng mà làm ở quận 3 và chiều thì về tới Tân Phú lận. Chiều về Tân Phú là cái kho của nhà phân phối ở đó mình phải về đó thôi. Đứa ở kho, đứa ở công ty. Ý là đó giờ anh chưa bao giờ quen ai đúng không? Đúng rồi. Bây giờ nếu mà anh hẹn hò với một người thì anh có chịu được cái tính cách của một người mà hơi bị thẳng thắn như em á? Những lúc em tức lên là em nói với lại hành động của em làm cho nhiều khi em làm tổn thương á, thì anh có chịu được không? Lúc nào em cũng muốn người khác làm lành trước. Anh là một cái người mà lúc mà giận á là anh bỏ đi, nhưng mà không phải bỏ đi là bỏ đi luôn, mà là bỏ đi cho chờ người kia nguội xuống rồi mình mới về. Vậy nếu mà quen em không muốn người bạn trai mà khi mình đang giận nhau tự nhiên bỏ đi, mặc dù em biết là em sai, em ngang ngược, nhưng mà sau đấy em sẽ tự chủ động xin lỗi cũng được, nhưng mà em không muốn người ta bỏ đi vì em sợ cái cảm giác bỏ rơi đúng không? Đúng rồi, chính xác. Nên là anh đừng bỏ em đi. Ok, thì em cần cái gì đó để hạ nhiệt kịp thời thì ok, anh sẽ hạ nhiệt kịp thời. Nói sâu một tí xíu ha, là nếu như mà lấy nhau về thì em nghĩ ai sẽ là người nắm giữ tài chính? Em nghĩ là
Tài chính thì của ai tự quản đi. Nhưng mà mình phải có một cái nguồn để cho trong gia đình chi tiêu, ví dụ như là nội trợ hoặc là thăm ngoại thăm nội, đúng không? Thì đương nhiên là hai đứa phải có chung một khoản đấy rồi. Nhưng còn ví dụ như lương tháng anh bao nhiêu em cứ tự giữ, em cứ tự giữ. Còn anh thích dắt em đi ăn cái gì hay là mua quà tặng em thì em không từ chối đâu. Thì cái đó là riêng. Còn không nhất thiết là anh phải đưa cho em hoặc là em phải đưa cho anh làm gì cả. Mình tự chủ về kinh tế. Đúng rồi, anh cũng suy nghĩ như vậy. Rồi, bây giờ trước khi ta bấm nút, chúng ta cảm nhận gì về cuộc nói chuyện ngày hôm nay? Và cảm nhận người đối diện thế nào? Em nói đi em. Thật sự là do cũng chưa yêu bao giờ nên em cũng không biết diễn tả cái cảm xúc của mình lúc này là như thế nào. Nhưng mà với bạn nữ thì em nghĩ là em muốn tìm hiểu bạn. Rồi, thôi. Còn cái chuyện trả lời câu hỏi đó thì bạn nữ sẽ trả lời bằng nút bấm. Hãy để tay nút bấm đi các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra thật sự con tim mình có rung động với đối phương chưa. 3 2 1 Chúc mừng. Chúc mừng các bạn. Nắm tay nhau. Yeah. Bắt đầu từ em chuyên tất cả các loại về dừa, như thế là dừa tươi, dừa chim xanh, chim đỏ, dừa dứa, dầu dừa, nước màu dừa, mứt dừa và đồ mỹ nghệ về dừa. Biệt danh em là thánh dừa. Phải sạch và phải thơm nữa. Phan em coi có thơm không nhé, này chưa biết nha. Mời bạn nam. Đây, ngồi đi bạn. Xin chào. Chào anh Cô Linh. Dạ, xin mời bạn nữ. Oh, wow, ê cha. Cha, bạn gái gì nghe wow không vậy? Wow lắm nha, Linh nha. Em giới thiệu về em coi em gái. Xin mời em giới thiệu về bản thân mình. Dạ vâng ạ. Em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư cũng như là các vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Hoa, năm nay em 26 tuổi và hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em thì sinh ra ở Nghệ An và lớn lên ở Gia Lai. Em làm công việc gì Hoa? Dạ em kinh doanh bên thời trang ấy. Kinh doanh thời trang, rồi vậy là mặc đồ đẹp lắm rồi ha. Rồi bây giờ xin mời bạn nam mình giới thiệu về mình nè. Dạ vâng, em xin tự giới thiệu, em là Vũ Minh Đăng. Hiện tại em 29 tuổi, hiện tại đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em là ở Thanh Hóa. Hiện tại em là đang kinh doanh buôn bán tự do. Hiện tại em đang kinh doanh nghề các sản phẩm về dừa. Dừa hả? Dạ vâng. Bên kia là Hoa, bên đây là Đăng, Hoa Đăng. Trời hợp quá. Thả đèn Hoa Đăng, cầu bình an, hạnh phúc, thành công cho mọi người. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn gái là gì? Dạ em thì vui vẻ, hòa đồng và em cũng khá là tự tin vào cái ngoại hình của mình và nói chuyện thì thu hút người đối diện. Tính em là người phụ nữ hiện đại á, thì em quan niệm là phụ nữ thì phải có sự nghiệp nè, độc lập nè, về tài chính cũng như là có sự nghiệp. Và thứ hai là phải lo toan được công việc trong gia đình. Và em thì kiểu em cũng tham công tiếc việc á, nên là nhiều khi em cũng hơi tập trung vào công việc, nên là nhiều lúc cũng có bận rộn. Bây giờ em kể điểm mạnh không? Điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em, em hay hơi nóng tính á. Nhiều khi bực chuyện vì đó thì em hay chửi. Chửi nồi niêu xoong chảo. Là chửi đã cơn đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà không có gì hết chị đi lên mình chửi như vậy thôi chứ không có để bụng. Còn điểm mạnh, điểm yếu của bạn nam là gì nè Đăng ơi? Dạ điểm mạnh của em là em thích kinh doanh và tham gia các chương trình từ thiện. Hiện tại em là vận động viên đua xe đạp mạo hiểm và chạy marathon. Em tham gia các giải khắp toàn quốc mình. Em chạy xe đạp? Dạ vâng, đua xe đạp. Quá dữ luôn ta. Dạ vâng. Em nói em bán dừa hả? Dạ vâng. Bán dừa gì? Là em chuyên tất cả các loại về dừa, như thế là dừa tươi, dừa chim xanh, chim đỏ, dừa dứa. Và các sản phẩm như dầu dừa, nước màu dừa, mứt dừa và đồ mỹ nghệ về dừa. Ủa thôi còn là dừa không vậy đó hả? Chuyên dừa, em biệt danh em là thánh dừa. Thánh dừa hả? Thôi dữ luôn. Hôm nay có mang dừa lên đây không? Có mang dừa lên không anh? Dạ hôm nay thì nói chung là nó có nhiều vấn đề nó xảy ra, nó ngoài mong muốn, thì xe hàng của em bị hư không lên được nên là không có hàng đưa lên đây. Để mời anh lên đi. Ít nhất phải đem mứt dừa lên đây. Đúng chứ. Đúng rồi. Mứt dừa, nước dừa. Không có trái dừa, không có đồ dừa thì phải có mứt dừa. Em dừa phải thôi. Thấy dừa gì kỳ quá, phải có nói chung dừa. Là nhiều lúc nó cũng rơi vào tình huống nó ngoài mong muốn em ơi. Nhược điểm của bạn nam là gì hen? Dạ nhược điểm của em là nóng tính á. Nóng tính. Nóng mà này nóng nữa. Dạ vâng, và em khi mà em gặp những chuyện bất bình trên đường thì em hay can thiệp vô để em giải quyết vấn đề cho nó được. Ví dụ như họ xích mích thì mình vô can thiệp giáng hòa cho người ta, nhưng mà đôi khi người ta hiểu nhầm mình. Em hiệp sĩ đường phố hả?
Thấy cái gì là bất bình là nhào vô luôn á hả? Không, nhưng mình phải nhìn nhận định câu chuyện đó là như thế nào, chứ không phải là mình nhảy vô là mình làm theo cái hướng theo chiều một nghĩa hiệp đó. À, vậy về có nóng tính với vợ không anh? Dạ không em ơi, dạ không em ơi. Khi mà hai bên cùng nóng thì nó hết hai bên im lặng nữa, mọi thứ nó sẽ chun chảy hơn. Nóng quá uống nước dừa hết nóng. Chính xác luôn. Đúng rồi, người ta nói cơm sôi thì bớt lửa, biết đời nào khê. Em có tật xấu gì không trai? Dạ tật xấu thì hiện tại em không có tật xấu gì. Không có tật xấu gì hả? Tốt không vậy đó hả? Thiệt không? Để coi thử. Chị thử chị. Kìa nghe, không có tật xấu gì chị. Chị Nam Thư chỉ hỏi thiệt không kìa. Ồ, hello. Dạ chào chị. Không có tật xấu gì luôn, thiệt hả? Dạ vâng ạ. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi hen? Dạ mình có 2 mối tình. À. Và mối tình gần nhất thì mình trải qua cũng 4 năm. Khi yêu thì người đó là đang sinh viên và mình thì đang bắt đầu từ nghỉ công ty ra mình kinh doanh, thì nó gặp đôi chút khó khăn. Thì khi mình tập trung vào khởi nghiệp thì lúc nào mình cũng phải tập trung cả, cái thời gian mình san sẻ cho người đó nó ít hơn. Thì khi mà người đó cảm thấy nó bị lạnh nhạt thì người ta chọn bước ra đi. À, tức là mình không có thời gian nhiều dành cho người yêu cũ của mình. Hồi nãy bạn gái bên đây có hỏi á, là vận động viên đua xe đạp. Dạ vâng. Vậy thì có khỏe không? Ừ, đúng rồi, có khỏe không á? Cái điều đó chắc là phải có rồi. Mình phải có một thể lực rất tốt thì mình mới thể đi đua được. Để mình cái cạnh tranh thứ hạng với người ta được. Được rồi, thấy chưa? Thấy đàn trai ngon chưa? Em thấy bình thường, từ từ. Vậy là anh chưa gặp đàn gái bên em rồi. Để tôi coi đàn gái sao mà rồi. Qua nhìn đàn trai với nửa con mắt vậy. Trời ơi, mời anh. Hello. Em chào anh. Ổn không anh? Đúng là hoa. Hoa, đúng, tươi như hoa. Hoa này hoa thuộc hoa Đà Lạt đẹp ha. Một chút hoang dã của núi rừng ha. Một chút lộng lẫy của Đà Lạt ha. Một chút khiêm tốn chứ không như ai kia bà mối chảnh. Trời hoa ơi, chê đàn trai. Đẹp có quyền. Đúng. Đàn trai ta cũng sắc nước hương dừa lắm à. Trời ơi, sắc nước hương dừa. Em muốn thử sức khỏe không? Thử. Cho em thử, muốn chị. Thử gì? Hít đất đi anh. Hít đi đây đó, nằm dài hít. Hít cho anh. Em hít cho anh 80 cái thôi coi. 1 2 hít 3 nào, hít thở thôi. 5 hít 6 thoải mái vô. 7 8 hít hết bụi luôn. 9 thôi bởi 10 11 12 12 cái nha. Em chim về chanh được thôi. Được, thấy được. Được, được. Cuối cùng cũng chinh phục được bà mối bà nó không em hả? Chưa, em còn nhiều vòng lắm. Bây giờ em gái. Dạ. Nãy giờ qua bên đây kiểm tra đàn trai rồi tôi kiểm tra lại nè. Đàn gái có mấy mối tình rồi? Dạ em là có 3 mối tình rồi ạ. 3 mối tình hơn bên đây mối ha. Cái mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi em? Dạ cách đây 1 năm ạ. Tại sao chia tay? À em phát hiện ra bạn đó lăng nhăng ạ. Tức là em phát hiện mấy lần thì bắt đầu mới chấm dứt cái mối tình đó? 3 lần ạ, là em cũng có tha thứ rồi. Thôi vậy cho đi luôn, đúng rồi. Đúng rồi. Em gái muốn tìm một người yêu thương như thế nào? Ngoại hình anh, ngoại hình là em ngoại hình phải khá chút xíu, 7 điểm trở lên đó chị. 7 điểm. Cao trên 1m7, bụng không có bự quá. Hơn 1m7, gọi gì nữa? Em yêu cầu đi, đàn trai đáp ứng cho coi nè. Anh ơi phải khỏe nè. Khỏe chắc khỏe luôn. Rồi, phải sạch và phải thơm nữa. Sao nên coi cô thơm không nhé, này chưa biết nha. Sao có sạch và thơm không anh? Sạch, sao? Có sạch, nhưng mà hơi đen chút xíu. Nó da ngâm ngâm thì nhìn đôi khi nó thể không được sạch mà. Lắm thôi, thể thao mà. Dạ rồi, cho qua được anh. Ừ, còn gì nữa? Em nghĩ là phải chung thủy nè. Phải chăm chỉ cầu tiến trong công việc, cũng như là có tham vọng. Rồi không gia trưởng vũ phu, làm được thì chơi được, giống như làm hết sức chơi hết mình. Tại vì cái tính em cũng vậy rồi, để mà hai người hòa hợp. Em có một cái mẫu hình lý tưởng nào của em không? Về người đàn ông không? Về ngoại hình nhá, thì em thấy em thích Nô Phước Thịnh á. Còn cái mẫu lý tưởng thì em cũng không quan trọng lắm. Giống như mình thương thì mình thương thôi, chứ cũng không quan trọng lắm. Bên đây cũng nu nhưng mà rừng xà nu á. Anh thấy yêu cầu bên đó em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? 70%. 70%? Em muốn người phụ nữ như thế nào? Nói chung là em không quan trọng vấn đề ngoại hình. Em quan trọng vấn đề đó, người đó là tin tưởng em. Và nói chung là cùng hiểu nhau và chia sẻ nhau mọi khó khăn. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi những cái ý kiến trên có hợp lý không nha. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị gái của em ạ. Rồi chào chị gái. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Thứ, chào toàn bộ khán giả và mọi người xem chương trình ạ. Em thấy bên đây sao? Dạ anh trai này khá là chín chắn và có cảm giác là giống như anh trưởng thành ấy. Thì nếu như mà hai người có thể tiến tới với nhau thì em nghĩ là có thể bổ trợ cho nhau. Dạ, rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với một người anh của em. Mình tên Khoa, mình xin chào anh Quyền Linh với Nam Thư và mọi người ạ. Thì mình thấy cô gái này đồ ok xinh, nhưng mà điều đó không quan trọng tình yêu.
quan trọng là em này có tính độc lập và em này cũng độc lập. Hai em rất là trong cái vấn đề đó ok. Anh thấy hai đứa hợp, không gì quý bằng độc lập, tự do là hạnh phúc. Ok. Duyên dạng, cảm ơn anh trai của bạn Đăng. Bây giờ mình mở rào đi cho hai đứa gặp mặt. Mở rào. Chào em. Chào anh ạ. Anh có món quà tặng em? Dạ em cũng có. Em cũng có món quà tặng anh. Em của ít lòng nhiều anh ơi. Ok. Em cảm nhận gì về anh? Em thấy anh cũng chín chắn này, cũng làm kinh doanh giống như em thì em nghĩ là cũng dễ hòa hợp. Với anh thì lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em thấy là một người là sống về một gia đình. Dạ. Nói chung là em có một cái trách nhiệm gì đó ở cái công việc mình rất cao. À, anh có thích đi du lịch không anh? Nói chung là mỗi lần mình đi du đấu là một kết hợp với để đi du lịch luôn đấy. Em thì có sở thích là ăn đủ thứ luôn, niềm đam mê bất tận về ăn uống và đi du lịch, nên là nếu mà tìm được một người đồng hành như vậy thì sẽ rất là dễ. Hồi nãy em gái nói là cần người đàn ông sạch sẽ thơm đó. Bây giờ em kiểm tra coi có sạch có thơm không. Hơi khó kiểm tra. Em đi lại gần chút xíu đi, em đứng dậy em đi lại gần chút xíu. Chết rồi sao em kiểm tra bây giờ. Em đi vòng em đi. Em đi vòng luôn. Đó em hửi coi có thơm không. Em không thấy mùi gì. Em thì kiểm tra sao coi có thơm không. Dạ không, không thấy mùi. Không thấy mùi thơm. Cũng không thấy mùi cơ thể. Mà rồi bây giờ Thư hỏi nè, quan điểm hai bạn á, về cái chuyện sống thử trước hôn nhân thì như thế nào? Tại vì em là kiểu hiện đại, em thấy sống thử thì nó cũng không phải là cái gì đâu quá. Giống như hai người nếu mà đã xác định là cưới nhau đi thì có thể là sống thử một thời gian để xem thử có hợp với nhau hay không. Thế trong quá trình đó mình tìm hiểu nhau, mình thấy không hợp nhau thì mình chia tay. Còn nếu như mà mình thấy hợp nhau thì mình tiến tới hôn nhân. Mới gặp nhau, quen nhau, cái sống thử thì em thấy không nên. Chính xác luôn, anh cũng nghĩ như vậy. Không nên làm chuyện đó. Rồi bây giờ Thư hỏi Đăng câu nè. Thấy bạn gái nữ xinh không? Dạ rất xinh. Rất xinh. Người ta nói á, lấy vợ đừng lấy xinh quá. Vợ mà đẹp quá lo lắng lắm. Vậy thì bây giờ ví dụ đi, Rinh cô này về được làm vợ mình, rồi lúc đó Đăng có lo lắng không? Vợ mình đẹp quá mà. Nói chung thì cái điều đó thì người đàn ông nào cũng có á. Là cũng có lo lắng đúng không? Tính em là sống tình cảm ấy, thì em mà thương ai rồi á thì rất là chung tình, suy nghĩ có một người đó thôi, chứ không có lum la. Nói chung là anh rất ghét mẫu đàn ông mà lăng nhăng. Và bạn anh thấy anh không chào làm chuyện đó. Dạ. Bây giờ nè, trước khi chúng ta bấm nút thì mỗi bên có thể hát tặng nhau một bài nào đó để chúng ta truyền cảm hứng cho nhau được không? Em hát một câu nhá. Em mượn siêu tỏ tình đấy thì sao nào. Em yêu anh đấy thì sao nào. Hy vọng anh đừng ngơ ngác, đừng câu mày. Thôi coi như chưa nghe thấy cạn ly vậy. Em hát được một câu thôi. Có hay. Bài này có tên là Mượn rượu tỏ tình ha. Ý nghĩa quá trời quá tên bài hát. Hãy bấm nút bấm với trách nhiệm của mình. Yêu thương, hãy bấm. Còn không rung động trái tim, chúng ta không cần bấm. Chuẩn bị. 3 2 1 Hết thời gian. Nắm tay đi. Nào, hãy xin phép chị đi. Dạ, em xin phép chị được làm quen với em gái của chị. Và em xin hỏi được thơm em gái chị. Thơm là gì? Thơm á. Cái đó là do bệ hoa quyết định. Em đồng ý cho anh thơm em một cái. Nó thơm chán đi anh. Thơm chán. Tâm sáng tức là hung con, em hiểu không? Có Hung mẹ